Còn quay phim nữa. Vô. Vô. Đi vô. Vô vô. Ừ, ngay trước là vô. Đéo đó không được. Đéo đó không được. Cầm vô, cầm chứ đừng. Một đứa thôi. Một đứa thôi chứ không ngồi trước đứa được. Cầm mũ đi con. Bước vô. Dép lên được không? Hai nhỏ lên được không? Ngồi mày nè. Để cho ngồi phía bên đây. Bác Minh Toàn vô đây con qua đây, con qua đây. Để Minh Toàn vô. Con qua đó. Muốn lên ngồi đâu ngồi. Được, đúng rồi. Để tự nghe. Vô chưa? Đây nào, ngồi trước hay ngồi xa? Trước. Trước mình ngồi xa. Ngồi xa mình vô trước. Gì? Rồi trước. Để em ngồi đây. Không, con cho ngồi đi. Mẹ. Bỏ giấy tờ xuống con. Đâu? Ngồi hết không? Đủ không? Còn là ba người nữa bằng. Con ra đây với ba. Được được được. Chú hiểu lên đó. Được mà. Đủ không? Chú đây ngồi trong lèo bà, trong lèo bốn đây. Mới được, không thì không được. Bạn đi trong vô. Được chưa? Chặt chỗ quá. Không muốn đậu nó cũng được. Con được con ngồi lên là bố mẹ đây. Đây đúng không? Rồi ok vô đi. Được chưa? Rộng chưa? Ngồi vậy nó mới rộng chứ. Mình xuống. Đó, cái này xuống xíu con. À được rồi. Để đó bây giờ nó mát. Con tưởng là nãy giờ không có. Rớt hoài nha. Đây xấy cái này. Kìa nghe đi. Chắc chưa lên này mê quá. Mà trời. Đấy. Đằng trước đi rồi đi dạo dạo rồi cái bây giờ là miết hay nhá. Giờ lên nha. Để bạn vô đi con. Nó mày ưng hoài kiểu chạy đó mày hoài. Mày đùa ngầu trước mày quay phim mà ra mày mày. Nó đi. Đi đây cầm cho. Giật lại. Lại vô đây. Giật lại chú nói gì.
Ừ, để đem trống cho nó mát không? Rồi, ok. Trống nữa được ạ. Lấy không? Là mấy hôm là cái tự cắm thì lên ở đây nhìn. Lên ở đây là mấy đồng ghê hên. Mà anh thờ xuống dưới là ngầu đó. Hả? Mà anh thờ tao chạy tút xuống nó đó. Xuống vô quán cà phê nè. Ok, thì chắc cũng tới trưa đó. Thấy bữa nay anh đề co khóc nhau chứ ra bữa nào uống đề co giúp nữa đâu sao mà nó cũng làm biến đi vậy tao làm biến ở hôm mình đi dạ luôn bỏ rồi trời ơi chưa vô đằng này luôn nè chỗ này khu chụp hình mình nhiều lắm trường nó chơi nhiều ghê đó có ai đi hôm qua kia chơi đá quái chụp anh đi ngồi quay ừ, anh đi qua nãy mình để xuống giống để cho anh đi qua ấy dặn không dặn dặn mà không biết sử dụng hả con chưa mới đi qua cầu rồng này mình đi ngay chỗ cao sông hòn ở trà bạc xuống đường trần đạo được mà cái trà bạc lên trần đạo cái qua cầu rồng qua đường bình an chứ đã qua cầu sông hòn được đảo đúng không em được mát hơn trời hai này đi được hai xe con đi được để bỏ xuống dưới